Chào tất cả các bạn, Trinh đã quay trở lại với tập Inbox nữa đây. Và Trinh nghĩ đây là một tập Inbox cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hoành tráng, có thể là hot nhất trong tất cả các tập Inbox của Trinh. Tất cả những món đồ ở đây là Trinh tự thưởng cho bản thân của mình trong dịp sinh nhật lần thứ 29. Nếu mà tính tuổi ta là Trinh đã 30 tuổi rồi đó. Nên là Trinh shopping lần này cực kỳ hoành tráng. Các bạn chịu khó coi hết video này nha. Trong tất cả những đồ ở đây thì Trinh sẽ chọn đập hộp cái thùng đồ ở Hàn Quốc này. Thật ra lúc mà Trinh mua á thì có hộp nè, có bao giấy nè, rồi có nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi mà Trinh soạn đồ vô thùng để ra sân bay về Việt Nam á thì Trinh phải tháo ra hết. Nên là trong đây có một số đồ thì Trinh đã bóc bọc ra rồi. Bây giờ Trinh sẽ đọc trước là thương hiệu của New Balance trước nha. New Balance là một thương hiệu đồ thể thao được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích rất là nhiều. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Trinh biết đến thương hiệu này luôn á. Giờ Trinh sẽ cho mọi người xem nha. Trinh mua rất rất nhiều. Đây là một chiếc áo khoác màu hồng, cực kỳ dễ thương. Không biết còn để lại giá trong này hay không. Không còn rồi các bạn ơi. Mà Trinh nhớ là cái này là khoảng tầm 100 đô. Cái này là 69.000 won, tương đương với khoảng 69 đô. Màu này rất là đẹp, và đây cũng là cái màu đầu tiên trong đồ thể thao mà Trinh có. Còn đây là một set đồ rất là đẹp. Đây là một chiếc áo khoác màu xanh ở bên ngoài. Khi mà Trinh đi ngang thấy con mannequin nó mặc với bộ sọt trắng ở bên trong cũng cùng thương hiệu luôn, rất là đẹp. Mà giờ nhiều quá Trinh không biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng đây là cái áo khoác ở bên ngoài. Giá của nó là 99.000 won, tương đương với 99 đô, là tầm khoảng gần 2 triệu. Khi mà mình đi ra ngoài đường, nếu mà mình mặc một bộ đồ ở bên trong tập hở eo hay là hở ngực hay hở lưng, nó mình sợ sexy quá, hở hang quá, thì mình sẽ khoác một chiếc áo này vô thì sẽ có một vẻ ngoài kín đáo và lịch sự khi mà mình đi ra ngoài. Chiếc áo này Trinh nghĩ chắc giá cũng tương đương chiếc áo kia. Chiếc áo này rẻ hơn, 89.000 won. Các bạn thấy màu nào xinh? Đây là một màu xanh rất dễ thương, rất ngọt. Trinh nghĩ chắc cũng tương đương cái áo vàng chanh lúc nãy thôi. Và thương hiệu thứ hai cũng là thương hiệu đầu tiên mà lần này đến Hàn Quốc Trinh được biết đến, đó là Rola Rola. Đây, Trinh mua được những chiếc bikini rất là xinh và Trinh sẽ chụp nhân dịp sinh nhật của mình. Giá của nó là 85.000 won, tương đương với 85 đô. Tại vì tỷ giá Hàn Quốc với tỷ giá đô bây giờ cũng gần bằng nhau. Đây là một chiếc bikini màu hồng rất là xinh. Và Trinh mua hai, hình như là cả hai màu luôn thì phải. Đây, giống chiếc màu xanh. Trinh nghĩ là Trinh sẽ rủ một là Linh Chi chụp chung ngày sinh nhật với Trinh, hoặc là Quỳnh Hương. Vì thế mà Trinh mua cùng một kiểu hai màu. Giá của nó là chắc cũng giống cái kia thôi, 85.000 won. Đây là một mẫu bikini bẹt vai có bèo ở đằng trước. Giá là 85.000 won luôn. Khi mà Trinh vô cái thương hiệu này á, nó trưng diện cho mannequin và nó thiết kế cho cái shop của nó cực kỳ màu rất là ngọt và đúng kiểu bánh bèo mà Trinh thích luôn á. Đây là một thương hiệu được rất nhiều idol của Hàn Quốc sử dụng, đó là Try nè, G-Friend nè, rồi Lovelies. Đây, Trinh mua hai màu luôn, hai chiếc váy. Trinh nghĩ cũng tầm khoảng 60-70.000 won thôi chứ không mắc đâu. Thương hiệu này giá đồ cũng rất là bình dân. Đây là một chiếc áo bơi cổ tròn tay dài, mặc với chân váy xếp ly lúc nãy. Giá của nó là 53.000 won. Còn hai chiếc áo len này Trinh nghĩ mặc vô mà đi Hà Nội mùa thu hay là đi nước ngoài đều rất là đẹp. Chúng ta sẽ phối với một đôi boots cổ cao hoặc là dài sneaker cũng được, nhưng mà mang giới cao lên tới đầu gối là cực kỳ xinh luôn, rất đẹp. Giá của nó là 89.000 won, xinh lắm. Trinh nghĩ bộ này Trinh mặc là cực kỳ xinh luôn á. Trinh mua cả hai màu luôn. Đây, bây giờ tới đống đồ của Forever 21. Thì Trinh mua những chiếc áo len này thôi. Một chiếc áo len bẹt vai sọc nhưng mà có giá là 26.000 won. Áo này là 31.000 won. Này là Trinh mua 3 màu luôn á, màu đen, màu nude, màu trắng. Trinh nghĩ cái này mặc với một cái quần jean mặc ôm màu xanh rất là đẹp,
26.000 won. Các bạn thấy rẻ không? Còn đây là một đống áo len. 24. Thường thường những áo này thì Trinh nghĩ là giá tầm 24, 25, 26 ngàn won. Nó có giá chung của nó hết. Trinh nghĩ những chiếc áo này thì Trinh sẽ mặc đi Hà Nội. Tại vì thời tiết của Sài Gòn mình rất là nóng. Những chiếc này Trinh chỉ mặc đi Hà Nội và nước ngoài thôi. À, có một chiếc áo khoác hồng này rất là xinh của Forever 21 mà Trinh rất là thích. Và đây là cái size S cuối cùng của cuối cùng ở trong cái Forever 21 đó. Và Trinh phải dành với một người khách khác. Giá của nó là 43.000 won. Xinh lắm. Tiếp theo là thương hiệu đồ này mà Trinh không biết đọc tên. Trinh mua hai màu, không biết dục ở đâu rồi nhỉ. Đồ này thì Trinh mua dùng để đi đánh tennis. Một bộ màu xanh và một bộ màu hồng. Ký hiệu của thương hiệu này là một hình ngôi sao. Giá Trinh không nhớ. Trinh nhớ tầm khoảng một bộ của nó khoảng 120 đô. Trinh đi siêu thị của Hàn Quốc và Trinh thấy hai cái áo khoác ngủ này rất là đẹp. Màu rất là cưng. Nó có tai thỏ nữa nè. Đây, Trinh thì Trinh thích màu hồng nhất. Còn đây là 6 đôi giày Trinh đã mua trong tiệm của New Balance. Đây là 2 đôi giày Trinh mua cùng một kiểu mà 2 màu. Một đôi màu đen, một đôi ký hiệu màu hồng. Rất là dễ thương, cũng là màu hồng luôn. Trinh có cái nickname mới mà bạn bè dành tặng cho Trinh, đó là công chúa Nguyễn Thị Hồng. Thấy màu hồng là mắt sáng rực. Đây, 2 đôi này tương tự nhau. Mà đôi nào Trinh cũng thích hết nên Trinh quất luôn hai đôi. 79.000 won các bạn ạ. À, còn đây là đôi Trinh thích nhất vì màu sắc của nó rất là nổi bật, màu xanh phối với trắng và đỏ. Thích nhất là đôi này. Giá của nó là không biết có cao hơn mấy đôi kia không, Trinh mua Trinh không để ý. Cao hơn thấy chưa, 129.000 won, tính ra là gần 3 triệu. Hả? Gần 3 triệu. Những món cuối cùng mà Trinh mua ở Hàn Quốc đó là hai đôi giày Boss này và 3 đôi dép lào. Các bạn thấy không, Hàn Quốc nó biết, rất là biết cách dụ khách mua đồ. Dép lào mà nó chân như vậy nè, hỏi sao một đứa như Trinh nhìn thấy đồ dễ thương như vậy mà không mua, đúng không? 3 đôi, 2 đôi màu hồng và 1 đôi màu xanh. Hai các bạn ơi, có một điều này Trinh quên chia sẻ với các bạn nữa. Vì tập này là tập sinh nhật của Trinh, Trinh mua quà cho bản thân mình thì Trinh cũng không quên mua quà dành tặng cho các bạn. À, Trinh có 3 món quà dành tặng cho 3 người fan may mắn nhất của Trinh. Còn quà gì hoặc là thể lệ nhận quà như thế nào thì các bạn nhớ coi hết video này nha. Bây giờ mình tiếp tục đọc tiếp nha. Lý do mà Trinh mua 2 đôi bot này thì cũng là Trinh chưa có bot nào kiểu như vậy và màu như vậy. Đôi màu đen này Trinh nhìn cái là ấn tượng liền luôn vì da nó bóng và có một lằn sọc này, thì Trinh nghĩ là Trinh sẽ mặc với quần skinny màu đen và phối với áo ba lỗ màu đen và khoác một chiếc áo khoác jean bên ngoài. Còn đôi này thì Trinh sẽ kết hợp với một cái váy da màu đen, rồi ở trên mặc áo thun trắng cũng được và áo thun đen cũng được thì phối với cái này. Trinh không thấy để giá rồi mà Trinh nghĩ khoảng tầm gần 100.000 won thôi, khoảng 100 đô thôi, không mắc hơn đâu, giá rất rẻ. Còn sót nữa các bạn à, chưa hết đâu. Nón và túi nha. Vì dạo này Trinh hay mặc đồ thể thao á, nên là Trinh chọn mua những cái túi đeo bao tử như thế này nè, để đi tennis hay là đi ra ngoài dùng dễ lắm. Đựng được rất là nhiều đồ nữa. Thương hiệu này Trinh không biết đọc là thương hiệu gì á. Huayu đó các bạn. Huayu. Mà Trinh đã mua tất cả những cái thứ này để phối những cái đồ ở Hàn Quốc cực kỳ xinh. Mà Trinh thích nhất là cái ba lô màu hồng này. Giá ở trên coi giá rồi. Trời ơi rẻ lắm, có 29.000 won thôi. Tính ra là gần 700.000. Còn cái này là 19.000 won thôi các bạn. Tính ra là hơn 400.000 thôi à. Còn cái này là để đeo ở đây này, 31.000 won. Cái này cũng của Laura Laura luôn, 43.000 won. Cái này thì cũng là đeo ở trước ngực như thế này. Tiếp theo là những chiếc nón này. Cưng chưa? Của Rola Rola luôn các bạn. Trinh thấy đeo trên cái đầu của mannequin, Trinh giật nó xuống luôn, cái cuối cùng của shop. Cái này không biết của thương hiệu gì luôn. Lúc đi mua ở trong một nhiều, Trinh đi mua trong một cái mall trong đó nó có rất nhiều thương hiệu của Hàn Quốc nên Trinh không nhớ được hiệu này hiệu gì. Nón này xinh lắm luôn, ê hợp với cái đồng hồng này nè. Rất là dễ thương. Nón này thì của Ice Dreams. Còn cái này là cái băng đồ, 6.000 won. Bây giờ chúng ta đọc tới những thương hiệu cao cấp hơn nha. Đầu tiên đó là Diswear.
Đây là một chiếc đầm màu đen mới ra của Dixwear, chuyên mua tại Việt Nam các bạn ơi. Giá của nó là 18.200.000. Một chiếc đầm ôm body cực kỳ sexy và quyến rũ. Đây, một chiếc, một đôi giày này Trinh nghĩ là mắc nhất từ xưa giờ Trinh mua của thương hiệu Dixwear, 56 triệu, cực kỳ đẹp luôn, giá 56 triệu. Các bạn thấy có đẹp và có xứng đáng không? Icon, giá của chiếc áo thun này là 6.800.000. Đây, Icon xéo, nãy Icon ngang, bây giờ Icon xéo. Giá là 6.300.000. Đây, đôi giày sneaker rất là xinh, màu trắng. Các bạn biết không, hồi xưa giày sneaker của Trinh cái tầm 2-3 đôi, 4 đôi thôi. Kể từ 2 năm nay, giày sneaker của Trinh bây giờ số lượng của nó đã ngang bằng với giày cao gót luôn rồi. Đôi giày này Trinh thích, có một điều Trinh thích là màu sắc và thiết kế của nó, và cái đế độn dài của nó được tới 5 phân lận. Mặc dù mình mang giày sneaker thì có cái này thì nhìn mình, dáng người mình nó cao hơn. Đây, xinh không? Giá là Trinh nhớ là tầm khoảng 25-26 triệu đôi này. Thương hiệu tiếp theo là thương hiệu Chanel. Một đôi giày sneaker màu hồng mới ra luôn nha, mới ra trong tháng này luôn. Và giá của nó là 28.500.000. Bây giờ chúng ta đến với thương hiệu Dior nha. Cái đôi giày này là Trinh được tặng chứ không phải là mua. Trinh cũng tính mua nhưng mà hên quá, chị Trang đã tặng Trinh, Trinh đỡ tốn tiền. Họa tiết của nó là chấm bi đỏ, xinh lắm. Giá là Trinh không nhớ, Trinh nghĩ là tầm khoảng 800-900 đô. Tiếp theo giới thiệu với các bạn là cặp túi này là một cặp túi đang rất hot, mới ra của Dior luôn. Nó là một cặp, một bộ. Trinh sẽ đeo cặp này đi sân bay. Không biết mọi người có quan trọng đồ hay là túi nào đi sân bay không? Còn Trinh là Trinh rất là quan trọng chuyện đó. Trinh rất là diện lúc mà Trinh đi ra sân bay. Đây, một chiếc túi rất là xinh của Dior. Nó có một cọng dây nữa, để Trinh đeo cho các bạn coi luôn nha. Xinh chưa? Cặp luôn. Cái này thì mình sẽ để trên cái vali của mình kéo đi, còn này mình sẽ đeo ở chéo ở vai, xinh không? Giá là cái này là khoảng 55 triệu, còn cái này là khoảng 36 triệu. Túi này cũng là mới nhất của Dior luôn. Túi này là Trinh mua là 2.000 euro. Tiếp theo là một chiếc túi cũng là Dior, một chiếc túi nhỏ xinh, nó chứ y chang như cái này các bạn ạ. Trinh mua hai màu, xem xem, vì Trinh thấy nó rất là xinh, màu nào cũng xinh, nhưng thật ra Trinh muốn mua thêm cái màu đỏ nữa đó, nhưng mà thôi mua hai cái thôi đủ rồi. Và có một điều này nữa, Trinh cảm thấy rất là ấm ức khi mà mua cái túi này. Đó là lúc đầu Trinh tưởng giá 2.000 euro là có cộng thêm cộng dây này nữa, nhưng mà cuối cùng Trinh kêu mua mua gom gom xong tính tiền xong Trinh không thấy cộng dây này đâu. Thêm Trinh mới hỏi là tại sao không có cộng dây, thì người bán hàng mới giải thích là cộng dây này bán riêng, và giá của cộng dây này các bạn biết bao nhiêu không? 1.500. Mà Trinh cảm thấy rất là ấm ức, thật sự là Trinh không muốn bỏ thêm 1.500 để mua cộng này đâu. Nhưng mà hai cái túi này nó phải có cộng dây này thì mình mới đeo được, chéo vai thì nó mới xinh, mình diện áo thun sơ mi á thì nó mới xinh được. Nên là Trinh bấm bụng Trinh mua thêm cọng dây này. Thật sự là Trinh cảm thấy rất là tiếc tiền khi mua cọng dây này. Nên là hai cái túi Trinh chỉ mua có một cọng dây thôi. Tiếp theo là hai món đồ, một áo và một quần. Hai món đồ này được Blackpink diện đang rất là hot. Đó là chiếc áo sơ mi Burberry. Cái này là Trinh được anh Tiệp tặng cho Trinh, và Trinh với anh Tiệp cùng mua áo đôi luôn, sẽ mặc vào dịp ra mắt đêm hội chân dài 12. Giá của chiếc áo này hình như là 450 euro, xinh lắm. Và chiếc quần này Trinh rất là thích và đã săn lùng nó rất là lâu, mất cả một tháng tiền và cộng thêm thời gian chờ đợi là một tháng mới sở hữu được chiếc quần này. Rất là đẹp các bạn ơi, mặc bụi lắm. Giá của chiếc quần này là 1.350 USD. Và lúc mà mua về các bạn biết không, Trinh rất là hồi hộp.
Tại vì quần áo này nọ nếu mà mình không vừa thì mình cũng sẽ bị ôm luôn á, mà giá chiếc quần này nó cũng rất là đắt. Và hơn là Trinh đã vừa với chiếc quần này size nhỏ nhất, thương hiệu quần của Balenciaga. Tiếp theo là thương hiệu YSL. Đây là đôi giày mà Trinh rất thích, rất hợp với đôi chân của Trinh. Đôi giày này Trinh nhờ một cô bạn tên là Tống Diệu Hằng mua ở Pháp cho Trinh. Và đã rất là vất vả để mua được đôi này, vì đây là đôi cuối cùng, không biết khi nào nó sẽ có trở lại. Đây, chi tiết của nó là con rắn đính hộp xung quanh như thế này, giống như là mình đeo trang sức cho chân của mình vậy các bạn ạ. Và giá của nó cũng không hề rẻ, 3.000 USD là hơn 60 triệu. Tiếp theo là thương hiệu Louis Vuitton. Louis Vuitton, tăng tăng. Chiếc bóp túi này cũng là mẫu mới ra nhất của LV. Và nó có rất là nhiều màu. Màu xanh, màu hồng, màu đen, màu trắng, màu đỏ. Và đây là cái màu bán hot nhất của mẫu túi này, đó là màu hồng size nhỏ. À, giá của nó là 2.000 euro. Tiếp theo là một đôi bóp của Louis Vuitton mà Trinh nghĩ rất là dễ phối đồ và cực kỳ high fashion. Xinh không ở nhà? Giá của nó là chắc tầm khoảng 1.000 hoặc hơn 1.000, 1.000, 1.200 thôi chứ không cao hơn nữa, tầm cỡ đó. Và cuối cùng là không nhớ mê là gì. À, đôi giày sneaker cực kỳ hiếm, cực kỳ hot của Louis Vuitton đi. Cưng chưa? Màu này là màu Trinh rất là yêu thích. Cái mẫu này nó cũng có rất là nhiều màu, nhưng màu này là màu mới nhất và dòng limited luôn. Giá là 26 triệu. Thương hiệu tiếp theo là được Trinh gọi là thương hiệu hơi mệt. Tại vì nó rất là đắt tiền, rất là nhỏ xinh luôn. À, giá của chiếc túi này là Trinh mua ở ngoài là 13.500 USD. Xinh chưa? Màu này rất là yêu, rất là ngọt đúng không các bạn? À, chiếc túi này chị Trương Nhã để lại cho Trinh là 12.500. Còn đây là một trong số món đắt tiền nhất mà Trinh đã tự thưởng cho bản thân của mình. Mà chiếc túi này Trinh đã thích gần một năm nay rồi, nhưng mà Trinh chưa có mua được. Nhân dịp sinh nhật thì Trinh đã dồn hết máu để mua. Màu này là màu yêu thích của các cô gái đó các bạn ơi. Ý, xinh chưa? Màu này Trinh không biết tên tiếng Anh kêu bằng gì, tại vì thường thường Trinh xài đồ á, Trinh thường không có rành về cái màu sắc của Hermes được kêu gọi tiếng Anh là cái gì. Giá của nó là 60.000 USD. Còn đây là hai món đồ cuối cùng của video ngày hôm nay. Hai chiếc đồng hồ của cùng một thương hiệu Hublot. Mình đọc chiếc màu trắng trước nha. Thấy có đẹp không? Thật sự là Trinh sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ có khoảng là từ 7 đến 8 cái, nhưng mà toàn chỉ là sang trọng thôi. Và 2 năm nay Trinh thường mặc đồ thể thao, nhưng mà Trinh chưa có một chiếc đồng hồ nào thực sự gọi là đúng chất thể thao để mà phối chung với quần jean, áo thun hay này nọ. Nên là Trinh quyết định mua Hublot. Chiếc đồng hồ Hublot này được nạm 42 viên kim cương xung quanh, và mặt của nó là được làm từ sapphire. Tay Trinh rất là nhỏ, thật ra Trinh đeo đồng hồ thể thao á, nhìn sẽ không có được đẹp cho lắm, nhưng mà Trinh vẫn thích. Giá của chiếc đồng hồ này là 360 triệu. Còn đây là chiếc đồng hồ mà Trinh rất là cưng, với một màu hồng rất là ngọt ngào, giống như Trinh vậy đó. Hộp của nó thì đẹp hơn chiếc màu trắng rất nhiều. Chiếc đồng hồ này là dòng limited. Dòng này có tên gọi là Pitben One Click. Và chiếc đồng hồ hồng này chỉ có 200 cái ở trên thế giới thôi. Pitben là dòng kinh điển của Hublot nha các bạn. Nó có giá là 69.000 USD, nhưng mà Trinh được giảm xuống còn 55.000 USD thôi. Bây giờ đến phần mà các bạn chờ đợi hồi nãy giờ đúng không? À, lúc nãy Trinh có nói là đây là tập sinh nhật của Trinh, nên Trinh có 3 món quà dành tặng cho 3 fan của Trinh. Và Trinh nghĩ là khi mà Trinh giơ chiếc áo thun này lên thì Trinh nghĩ là không có bạn ARMY nào mà không biết cả. Thể lệ cũng rất dễ thôi, rất là dễ thương. Các bạn có thích 3 món quà này không? Thể lệ của chơi là các bạn hãy share video này
về Facebook các bạn, để ở chế độ công khai, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Trinh và đón số lượng tất cả các thương hiệu mà Trinh đọc họp trong tập này. Trừ những cái thương hiệu nào mà Trinh quên thì mình sẽ không tính, còn những cái thương hiệu mà Trinh nêu ra thì sẽ tính vào. Và Trinh sẽ công bố kết quả này ở trên Facebook cá nhân của Trinh sau khi tập video này được phát một tuần. Vì đây là những món quà mà Trinh đã dành tặng cho bản thân của mình nhân ngày sinh nhật. Trinh không biết là các bạn có thích video này không và có cảm thấy là nó sẽ là một video hot nhất từ xưa tới bây giờ hay không. Và không biết là có bạn nào cùng tháng sinh nhật với Trinh hay không, và món quà mà các bạn mong muốn nhận nhất trong ngày sinh nhật là gì, thì các bạn hãy comment cũng như là chia sẻ điều đó với Trinh nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau nha.